là những người bắt đầu ngày mới vào sáng sớm. Và khi mà màn đêm buông xuống thì thế giới của những người thuộc tiếp thứ hai sẽ bắt đầu. Và ở đây, chợ Bình Tây. Tiên đang có mặt tại chợ Bình Tây để cùng đưa mọi người đến với Đu Đêm. Bây giờ mọi người hãy cùng theo chân Tiên nha. Tại sao chỉ có mẹ đi mà không có em? Tại sao chỉ có mẹ đi mà không có em? Ôi sao mà? Nhưng mà cái đầu trắng của em đâu? Đầu trắng cái đầu trắng em đâu? Búp đi rồi người ta bỏ đầu trắng đi sao? Cùng chào đón khách mời của Đu Đêm mùa 2, Khánh Vy. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy. Chị Thùy Tiên còn nói là chị Thùy Tiên sẽ mua cho mình một chiếc xe ô tô nếu mình tham gia tập này, khi mà mình cưới chồng sau này, của hồi môn. Đây, đưa mũ hèn gì thế, thì cái xe có hai cái mũ. Đây. Ngày trước thì mình đã có mời chị Tiên vào một tập trong series trên kênh của mình. Lần này chị Tiên có mời em tới quay 24 tiếng hay 48 tiếng thì em cũng sẽ tham gia, bởi vì lần trước chị Tiên tham gia rất là nhiệt tình với em, cho nên là yes. Trước khi đi trải nghiệm ở quận 5 thì phải hỏi Khánh Vy một câu là Khánh Vy đã từng đến quận 5 bao giờ chưa? Em nghĩ là em đến rồi nhưng mà khu này hình như em chưa bao giờ tới. Chưa bao giờ tới đúng không? Bây giờ nó mới mẻ như người cảm xúc mà mỗi lần em gặp chị ấy. Ok, vậy bây giờ hãy cùng Tiên và Vy trải nghiệm Đu Đêm mùa 2. Mọi người hãy cùng chờ đón xem đó là địa điểm gì nhé. Ok, let's go. Let's go. Em ơi. Ê, cái đẹp này em ơi, thể hiện mình nặng quá ấy. Không được, không được. Chị mới chạ cống em thì chưa đứng chủ chứ. Rồi, vô. Trời ơi, em đi Tiên nhỏ trời. Đi trên xe, em người ta sờ tay chị Tiên rồi, tay chị Tiên rất là mềm mịn. Lúc đấy em chỉ nghĩ tới chị Tiên thôi, em ôm eo chị Tiên, mà eo chị Tiên rất là nhỏ. Em không nghĩ về đường phố nữa. Khổ qua cà ớt. Ừ, là mướp đắng ăn với cà, ăn với ớt. Chị cũng mà... chưa ăn bao giờ bé ơi. Đừng hỏi, hỏi kỹ quá. Ồ, 25 năm ở Sài Gòn. Đây, tới rồi, rất là nhanh thôi. Đây là đúng không? Chà sai. Hello anh. Giờ thấy hả là cái ngõ này tại gò chủ phim. Để đây xì hạ giờ cũng qua chứ hả mà. Sản nha. Ý là lần đầu tiên mà mình kiểu mình nghe ngôn ngữ mới lạ mà mình cũng chưa biết qua bao giờ. Trân tò mò. Quảng Đông Hoa. Tuệ tuệ tuệ, quảng sư tỏ. Quảng Đông Hoa. Bởi vì muốn dùng bánh dè à? Dè hả dạ? Nếu xịn bánh dè à? Nếu xịn xịn xông. Nếu xịn bánh dè à? Ồ, xịn 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 cái gì? Nếu ngoài ra là mẹ xịn à? Hỏa nhủy à? Mẹ xịn là mẹ à? Chân tò. Rồi. Rồi hả? Rồi. Đây là xin em hãy à? Đây là xin à? Đây là xin à? Đây là xin à? 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 Chết rồi, thế tập này mình nói gì? Sẽ làm gì đây? Chết rồi, thế là hai người này nói chuyện rồi mình khỏi nói rồi đó. Thôi mày, liễn lỗi Thôi mày đang lỗi à? À, không có thông thông bao giờ. Không có thông. Tê Sao cái gì em này? Với tất cả cái sự tự tin và những kiến thức mà em đã học được trong vòng 3 năm qua về tiếng Trung và cái sự tiếp xúc của em tầm khoảng 10 năm về tiếng Trung thì em hiểu được 0%. Không hiểu một cái gì luôn. Mấy sạch chó nhà em này á? Nhà mấy á? Mấy sạch chó nhà em này á? Đem về. Không phải kìa. Sao chó vậy? Anh biết tiếng Việt mà. Sao chó làm chưa? Anh biết tiếng Việt mà. Anh biết tiếng Việt đúng không?
Có thằng quả không? Thằng quả đương nhiên là biết rồi. Đương nhiên là biết rồi. Ôi trời ơi, thế mà anh ngồi anh ơi. Em tự biện ra đây, em không biết gì đâu. Bình tĩnh. Ồ, ok. Wow. Ok. Có đất diễn ơi, đất diễn. Em là Tiên, còn đây là Vi. Là Vi. Ok, hello. Anh tên gì? Anh An. À, anh tên An. Ok, anh An. Còn em có một cái series Đu Đêm. Và rất là vui khi được có mặt tại khu quận 5 này và tới quán của anh để được thử, gọi là phụ anh, được trải nghiệm làm anh một ngày để bán khổ qua cả ớt. Có lại nữa, nửa chén. Nửa chén. Nửa chén. Rửa chén. Vi rửa nha. Em thích rửa. Ủa? Hết rửa phải không? Em rửa đó hả? Ok. Hay quá vậy. Em thích rửa chén. Nếu mà chọn rất nấu ăn và rửa bát thì em chọn rửa bát. Ui. Ui. Thôi, để em nấu ăn canh. Dạ. Ok. Anh ơi, tại sao lại là cà trốn hả anh? Thật sự quán là như vậy. Lúc mà bà quán là như vậy. Xong rồi á thì từ cái anh nó cái thành không có cả ớt. Là chưa thành chưa cả chưa. Và xong rồi cũng trong chợ cũng rồi bán trùng món. Thì mình muốn làm cái gì mình tới unique để cho khách nó gây ấn tượng nhất. Thì em phải suy nghĩ là cái branding chứ. Bây giờ khổ qua cà chớ. Khổ qua cà chớ. Thôi cho bà em thử món khổ qua cà ớt nha. Em cũng chưa ăn bao giờ luôn. Bây giờ chưa? Chưa, em đương nhiên là chưa rồi. Hai bạn là ở đây, sao nó đứng mình luôn ạ? Em là ở Sài Gòn, còn Hà Nội. Dạ hả, Hà Nội, ok Hà Nội. Tại vì cũng nhiều bạn ở Hà Nội cũng không biết cái món người Hoa nó ra làm sao. Là em cũng không biết luôn. Thật sự ấy là mình ở 25 năm ở Sài Gòn nhưng mà rất là ít khi đi qua khu phố người Hoa ở Sài Gòn. Mặc dù mình biết là có cái khu phố đó, cũng biết là có rất là nhiều những quán ăn ngon luôn, nhưng mà vì kiểu không hiểu sao mình cứ nghĩ là nó xa rồi mình cũng không có thời gian đi nhiều. Giờ tôi muốn ăn món nào chứ? Cho em ăn món khổ qua cà ớt đi ạ. Tôi muốn ăn nước lèo nước sò. Chọn cho em cái nào mà đặc trưng nhất, ngon nhất. Là nước sò. Dạ ok, mời tôi qua đây chiên luôn đi. Ủa em chiên luôn hả? Ủa mới làm chứ. Ui rồi em ăn trước kìa, em ăn trước đi. Ăn chưa có sức làm phải không? Dạ ok, giờ mời ngồi đi tiên. Dạ phơi sò á. Dạ. Dạ phơi sò. Đi vô trong, đi vô trong phơi sò. Ok. Chị vẫn được khoảng đông hỏa rồi. Em ở Hà Nội đúng không? Dạ. Từ nhỏ tới lớn luôn. Không, em quê ở Nghệ An. À đúng rồi. Không, tức là em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh. Ừ. Sau đấy là em đi học đại học ở Hà Nội. À, nhưng mà ý là ở chỗ quê em luôn, với là ở Hà Nội luôn. Là có bao giờ mà em thấy có kiểu món ăn này chưa? Em chưa bao giờ. Hay là cái khu phố như thế này không? Đây em cảm giác như là ở Vinh thì sẽ có một chút, nhưng mà ở Hà Nội thì em chưa thử máy mới là không. Làm gì có phố người Hoa đúng không? Đây là phố người Hoa, có cái đặc trưng ở trong Sài Gòn. Văn hóa ngồi vỉa hè ăn ở Vinh theo như em nhớ là nó không quá phổ biến. Cho nên là ví dụ mới tới Sài Gòn chẳng hạn, em rất là ít ăn vỉa hè. Nhưng mà em rất là may mắn khi mà được đi làm, cái nhiệm vụ của mình là vứt đâu mình phải sống ở đấy. Thì bỗng dưng mình lại thấy cái vẻ đẹp của việc ngồi ăn vỉa hè. Thì mình thấy nó rất là đáng yêu và nó rất là đáng để thử. Ê, nhưng mà em ăn được hổ qua không vậy? Không, em có ăn được đâu. Ê, nhưng mà mình không, mình chưa ăn thôi chứ mình không phải là không ăn được. Tất cả mọi món ăn đều. Ý là nó dùng đắng mà chị cũng không ăn được. Nhưng mà đây là cũng thử, nên là chị sẽ thử. Nó đang lò. Hi. Hi. Em cảm ơn. Đấy, cái này nước sốt là truyền thống nè. À, mình sẽ thử hai cái luôn. Còn cái này là modern. À, okay. Cảm ơn anh thích cái nào hơn? Anh thích cái nào hơn ạ? Cái truyền thống hơn. Cái truyền thống là cái nào ạ? Đậu hũ xoài cầm chú. Đậu hũ xoài cầm chú. Đậu hũ xoài cầm chú. Với lại sa tế. Thank you. Anh gọi đây công chúa, anh gọi đây tiểu thư ấy. Bạn nào? Cái từ công chúa của anh An rất là chân tình ý. Khi là một người thực khách mà được gọi như thế thì cảm giác như kiểu mình được quan tâm, mình được kiểu mình là quan trọng đối với họ ấy, thì cảm giác rất là vui. Rồi, mình sẽ ăn thử nha. À, khổ qua cà ớt thì có ớt dồn thịt luôn và có khổ và qua cà dồn luôn đúng không? Này là cà này phải không? Cà là cà pháo hay cà tím? Cà chua. Cà tím má ơi. Cà tím là cà chua. Mấy cà chua làm sao mà có thể nè, như... cà chua. À ừ nhờ. Không, em cảm giác như đây là cà tím á. Sao của chị là cà chua? Mình cứ ăn đi rồi lát nữa mình hỏi anh chủ nha. Ok. Chào mời các sư đi. Em ơi Việt Nam em ơi. À mời chị yêu ăn ngon. Ngon
phết, ngon phết. Ê, ăn thử cái súp, cái sốt đi. Cái này đặc trưng của anh ấy này. Cái sốt này rất là ngon. Rất ngon, rất ngon. Không biết ăn ớt đâu, chắc ăn ở trong thôi chứ. Cái này đủ hết chứ. Sao vậy? Nó hơi cay em à. Thế á? Nó hơi cay đấy. Đây là tao mới ăn cái ruột thôi đấy. Cay đâu? Em ăn cay được à? Không. Cay. Cay. Cay đã bảo rồi. Cay. Ôi má ơi, cay má ơi. Tao đã bảo mày trước là nó cay rồi mày ăn còn cái cục mùi thế. Ai ăn cay là tôi rất là thích. Thử món nữa. Em làm món này nè. Ông với lại chả để sao còn đẹp da. Dạ, bảo sao da anh đẹp. Cheers baby. Cheers. Cheers trong tiếng Quảng Đông là gì nhỉ? Vô hả? Đoán đi, mình đoán đi. Lại. Lô. Linh. Lại. Lại nghe có vẻ lại nghe không? Đây là tiếng vi tiên, tiên vi. Ok. Anh ơi chia. Yo yo trong tiếng Quảng Đông là gì ạ? Can bê. Ơ phải là can bê hả? Con bôi. Khá là thú vị, ở đó người ta nói tiếng Quảng Đông nhiều. Ý là mình ngồi ăn mình cũng nghe cô chú mình nói chuyện với nhau là toàn nói tiếng Quảng Đông thôi. Em chưa ăn khổ qua mà. Em ăn chưa? Chưa mà. Ăn rồi nè. Cái này khổ qua hả? À, đâu, cái này cà tím, cà tím. Em phải ăn đi chứ. Đây, khổ đây mới là khổ qua đây. Cheers nè. Ok, hai đứa đều không biết ăn khổ qua. Hai, ba. Cheers, cheers. Ê, nó không đắng như chị nghĩ. Em lại nghĩ nó đắng hơn đáng gì. Ủa? Nó không đắng như chị nghĩ. Ê, hay là do nó đang thử này. Nó phải đăng lắm cơ. Ngọt mà. Không, cái hậu nó sẽ đăng. Nhưng mà lúc mới đầu nó sẽ không đăng. Vẫn ngọt á. May quá đăng cái tô này. Ừ, lúc đó sao mình chưa có thử cái món nước lèo ha. Tại vì sợ nó đắng, vì nó kêu là khổ qua nó bị đắng hơn. Cái mình thôi, thấy đắng quá thì thôi. May quá nó không mời. Chị diễn tả Sài Gòn bằng 3 từ nào? 3 từ á? Nhộn nhịp. Nhộn nhịp. Nhộn nhịp. Đa dạng. Đa dạng. Thân thiện. Đấy. 3 từ của em ở Sài Gòn. Năng suất. Đúng không? Năng suất đúng không? Ôi, còn năng suất nó phù hợp với đu đêm luôn em ạ. Năng suất. Tiếp tục. Đường. Đường gì? Thì mọi người ăn cái gì mọi người cũng bỏ đường. Và em thích điều đấy, em thích ăn ngọt. Ok, ok. Rồi. Đu đêm. Ok. Còn đứa em đảm đồng tiền bắt gạo không ạ? Không hề thảo mai, thật. Rồi, dễ thương quá vậy. Nhưng mà bây giờ nè, sau khi mà em trải nghiệm món ăn này, hãy đưa chị một cái tổng kết lại là như thế nào? Món mà chị ngon hơn món của em. Đúng. Chốt đơn là chốt đơn là món là sốt nó lại ngon hơn. Kiểu nó đặc trưng hơn một đặc chút. Đặc trưng hơn, ngon hơn, sốt nó ngon hơn, ngọt hơn, hơn. Nói chung là hợp vị của chị hơn. Lúc ghi hình chị Tiên nói là ôi loại này ngon hơn. Mà lúc đấy em muốn hòa chung một nhịp đập với chị Tiên. Sao em cũng phải à dưa thế. Ô nó cũng ngon. Nhưng mà em thấy cả hai cái đều ngon như nhau. Gì kỳ vậy? Mình thấy nước sốt nó ngon. Bây giờ mình sẽ đi làm trải nghiệm. Ăn no chưa? Có thức mới bước được ra. Ok, let's go. Cảm ơn. Đi làm đi ạ, sẵn sàng rồi. Đã sẵn sàng rồi ạ. Sàng mà chưa, có sức chưa? Bọn em chuẩn bị về làm. Đi làm được rồi, sẵn sàng. Cực lắm đó nha. Ok. Không sao. Tuổi trẻ là phải cực. Ngay cái khoảnh khắc mà đeo tạp dề và đi đôi dép tổ ong ấy, là mình đã cảm thấy hừng hực để làm việc rồi. Mình cảm thấy rất là háo hức, chờ đón xem là hôm nay bán khổ qua cà ớt thì sẽ khác với những món trước như thế nào. Bây giờ mình không sai lỗ 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 không hiểu gì hết. Nhưng mà cái cách mà Vi đáp lại mình mới cảm thấy ủa, như Vi biết tiếng Quảng Đông. Còn anh An, anh cũng biết tiếng Quảng Đông. Có một mình là mình không biết tiếng Quảng Đông thôi. Khách đầu tiên nè. Khách đầu tiên.
hai dĩa trong á, Nguyên dùng được không? Dạ được. Cái này là món gì anh? Tà lẩu. Tà lẩu là tiếng Quảng Đông. À, lẩu mì. Lẩu mì. Lẩu mì và... Ơ chết rồi anh ơi, hai bàn nữa anh ơi. Bàn chơi bàn dưới, hai bàn lận. Cái bàn cái anh đó đó. Cái bàn hai anh đó á. Là bàn trên, hai bàn dưới, bàn 1, bàn 2. Cái gì? Anh ơi, cái pha lấu tên gì á? Cái pha lấu nói bạn không? Lẩu mì. Lẩu mì. Lẩu mì và... À đây. Ôi trời. À đây. Lẩu mì và... Lẩu mì và... Ôi trời. Ôi, em nói anh hiểu. Trời ơi, anh hiểu lẩu mì và... Rồi. Thử thách đầu tiên. Hân chơi. Bây giờ anh chỉ em làm đi. Bây giờ nếu mà không có khách thì là mình sẽ làm cái gì? Không có khách thì dọn đồ. Ủa? Quá hay. 10 điểm. Anh yên tâm, vía bọn em tốt lắm. Đúng. Bình tĩnh. À, ok, giờ đang trộn. Thôi nè, trò ví, trộn đi ví. Nhào vô cưng, đây. Trộn cái gì ạ? Anh cứ giao gì là em làm thôi. Rồi, trộn. Dầu nha, ta dầu nha. Okay. Cứ trộn đều đi cưng. Mình. Thấy trộn nó khá là khó bởi vì cái kẹp ý. Sao trộn lên, mình không dùng được nên là mình phải lấy thêm đũa để mình trộn thêm mì. Chỉ em làm đi, em làm. Giờ vô tô đây gái ơi, gái. Vô tô là đúng không anh? Anh phải đều chua, Đều rồi, công chúa. Anh lo anh chỉ Khánh Vy, anh không chỉ mình luôn á trời. Anh lo anh chỉ Khánh Vy, anh không chỉ mình luôn á trời. Đây là món mì gì hả? Anh ơi, anh chỉ em với. Bình tĩnh, đây, tôi muốn làm phong bạc ớt phải không? Đây là cưng. Đúng rồi, anh chỉ em chứ em cũng biết chị, làm. Chị có nhận ra là anh rất là điềm tĩnh, còn chị em mình là Bình tĩnh. Cái miếng này dạo này ông này ấm ấm lắm. Đây. Nhiều hơn hả anh? Nhưng mà anh vẫn chưa chuyển mình nha mọi người. Hoa thảo dạo này ấm ấm. Lan chảy lì con lô miền. Lan chảy. Lì kề con lô miền. Mình cảm thấy có hơi bị ra rìa. Đứng một hồi không ai quan tâm luôn. Đứng nó cầm cây một hồi luôn. Anh An cũng ăn không để luôn. Mà nói anh An mấy lần cũng không để luôn. Lan chảy lấy cái con lô mì. Lan chảy lấy cái con lô mì. Anh khổ anh để ý thấy em rồi anh. Nãy giờ anh làm gì đang bay em chờ hay sao tí? Cái gì? Anh chị em bay em chờ hả? Không chỉ em làm gì. Đây. Em cũng biết làm lắm đó. Mà đã hiểu. Họ không chỉ những anh ơi như vậy. Đứt luôn. Ủa là sao? Đây thôi. Dạ, tới đây thôi. Tại vì mình phải nhét thịt vô người. Ok. Nhưng mà làm như cũng được. Cái cà tím của nhân phải nhồi thịt mà mình cứ tưởng ý là nó là cắt không ấy, tiền cắt đôi luôn. Sao anh kêu ủa cô hai cái này sao cắt đôi vậy, sao nhồi thịt được mới ô thế à anh? Chị tiên cô à, chị tiên trong tiếng Quảng Đông là gì? Asin là chị á. Chị xin trẻ. Asin trẻ. Xin trẻ là chị tiên á. Dạ cô Quỳnh á, chị à. Một sai phẩy đúng không? Dạ, sẵn nhiên. Sao ta? Sao ta? Hết rồi à anh, hết đồ rồi. Cái này là anh kia. Mẫu sai. Mình cảm thấy đúng là ngôn ngữ là một cái phương tiện để mình có thể giao tiếp với mọi người ấy, và mình có thể bộc lộ cảm xúc của mình ấy. Nên là cái khúc mà mình không hiểu mọi người nói gì, mình cũng không nói ra được gì, cái mình cảm thấy tự ti lại ấy. Thì bán đồ kìa cho anh. Dạ. Cái hộp lúa đó gái ơi. Hộp. Cái bịch màu trắng, hello. Đây nè, là cái hộp lúa này nè, gái. À dạ, trời ơi, chiều cao không đủ. Bình tĩnh. Dạ rồi. Sự dối và sự cuống, năng lượng của mình thì luôn dồi dào đó, nhưng mà mình không biết mình bắt đầu nên làm từ đâu. Mình là một người khá là đơn nhiệm, tức là mình chỉ có thể làm một việc và tập trung vào một việc cùng một thời điểm. Nếu như cả vừa học phục vụ vừa học tiếng thì mình thấy sẽ rất là khó. Chú ơi, cái này không chú? Em bóc lại đi. Dạ. Chị mà còn mất khách. Còn mất khách nữa. Cái này thôi hả? Kệ đi cho. Dạ. Hàng xóm không? Hàng xóm à? Đẹp trai quá nói này. Dạ đẹp trai quá hả? Chị có nói khen đi. Lấy hổ lan chảy à. Lấy hổ lan chảy à. Thank you. How much free? Ồ
Xi mại là 30.000 đấy. 40.000. 40.000. Ôi, thế là nguyên một khu này là mình biết nhau hết rồi anh. Hả nhau. Ôi ui, ở đây nguyên một khu là biết nhau hết. Mọi người biết nhau hết rồi anh. Xong xong. Thiệt ha. Đâu nên 500 thôi ngàn mà. Em cảm ơn. Cảm ơn là gì em quên mất rồi. Con chê sai. Con chê sai. Con chê sai. Con chê sai. Tiên cảm thấy rất là thích cái môi trường tại quán. Và đặc biệt là khi mà thấy hàng xóm với nhau đều biết hết mặt nhau, rồi qua kiểu mua đồ ăn nhưng mà xong rồi quậy quậy, nói đùa đùa với nhau, chơi chơi với nhau. Tiên cảm thấy rất là vui. Vì chị cứ sợ kiểu buôn bán xong cạnh tranh nhau nhờ. Không nhờ. Thì chắc không đâu hả? Hay là cũng có. Cạnh tranh sắc đẹp phải có. Cạnh tranh sắc đẹp. Nhưng mà nếu cạnh tranh sắc đẹp là anh nhất rồi đó. Vậy anh nhất rồi đó. Dạ hả? Dạ mắt đẹp bằng lên. Đẹp hơn. Đẹp hơn. Dạ hả? Anh ơi, anh nói về lợi ích sức khỏe của món này đi. Dầu mỡ chiên nhau mà. Hả? Ý là lâu lâu em quảng bá. Em biết cái sự chân thật này. Không, anh quảng bá thì anh cũng giao bộ anh nói giống như là khổ quà thì nó là tốt sức đúng khỏe. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu như là thực tình luôn, cái khổ quà này là tốt cho cái máu nhiễm mỡ. Đúng rồi. Rất là tốt khổ quà. Đúng rồi. Còn cà tím thì cũng có làm khống chế cái tế bào. Cholesterol. Cũng ăn nhiều là cũng không có tốt. Cũng ăn nhiều là cũng không có tốt. Anh không có lạm dụng nha. Anh nhiều quá thì mờ con mắt đi. Không, em thích này. Người ta thường thường lên show của chị Tiên để PR. Ví dụ như là đây, mọi người ở đây ăn rất là ngon. Nhưng mà đây là không. Một tuần ăn một lần thôi. Ăn nhiều không có chút. Tại mình thấy nói là mình thấy anh này cực kỳ thẳng tính luôn. Và rất là thoải mái. Chứ không phải cái kiểu mà vì là mình bán cái này hay là vì để bảo vệ cho mình mà mình phải cố gắng nói tốt về cái gì đó cả. Tới bây giờ là anh làm bao nhiêu lâu rồi á? Thì cỡ 20 năm. Từ 20 năm luôn. Đúng. Là làm từ một mình luôn. Nhưng mà tại sao là cũng có người phụ. Như là anh lớp anh bao nhiêu tuổi? Nó 13 tuổi. Nhưng mà tại sao là còn trẻ như vậy mà lại là lại đi bán rồi? Anh tiền. Anh tiền. Tại sao anh là... phải có cái gì chứ? Lúc hồi xưa là mẹ anh bán, xong mẹ anh á giao cho bà ngoại anh bán, anh thấy bà tội nghiệp quá là sáng đi học và tối thì phụ bán cho bán thôi, chỉ bán chơi chơi thôi. Xong rồi cái tự nhiên 13 tuổi cái ở đây bán luôn. Cái làm luôn. Ủa? Phải có cái gì chứ tại sao 13 tuổi lại đi bán? Thì thứ nhất là cái cuộc sống. Cuộc sống thì để mình kiếm tiền nhiều hơn, cái ngày khác hồi xưa làm cũng có nhiêu tiền hết. Nhưng mà bán đồ ăn thì ok. 13, 14 tuổi là anh đang giỏi hơn Tiên rất là nhiều. Chứ Tiên thì khó thế nào mà so sánh được. Từ cái lúc mà anh làm vậy anh có gặp khó khăn gì không? Ý là tự nhiên em thấy anh đi bán lúc anh còn trẻ quá luôn á, 13 tuổi. Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn là phải có rồi. Đó, thì cái khó khăn đó thì nó sẽ làm mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Anh trả lời hoa hậu quá rồi. Anh cứ vô thẳng vô vấn đề đi, những khó khăn của anh là gì? Anh đừng có né tránh những câu hỏi của em như vậy. Dạ, yeah, ok. Giống như anh thay đổi cái khổ qua cà chớn em thấy rất là hay nè. Nhưng mà anh thay đổi được nhiều vậy là anh chắc chắn phải cố gắng. Đúng rồi. Ở đâu? Cảm nhận là thứ nhất là Thái Lan. À. Đầu tiên anh đi Thái Lan với mấy đứa bạn đi. Là để học quá hả? Không phải học, qua chơi thôi. Ủa? Qua chơi vô xong tình, rồi. Vô tình học hỏi. Thì thấy thứ nhất là cái quán anh hồi xưa thì rất là lập sập gì đó. Thứ nhất là cái độ mà phải vệ sinh nó xíu món ăn, vệ sinh chút xíu. Thì anh qua đó thấy kiểu như là vô cái buffet của người ta và cái cách người ta làm á nó gọn gàng chút xíu thì từ từ anh phải thay đổi để cho nó tiện hơn với lại những bài nữa. Đừng có bài. Hồi xưa là anh bài lắm. Rồi là anh cập nhật quán mới vậy là anh có phải đi gọi là sao ta? Tham khảo. Khó khăn mà anh có phải... Không có khó khăn nữa hả? Không có cần phải vay mượn gì luôn. Không cần. Wow. Anh biên tập chính là anh. Anh liên tục nói với em với chị Tiên là lát nữa sẽ phỏng vấn về khó khăn nhá, lát nữa sẽ phỏng vấn về vất vả nhá. Và chị Tiên cứ phải hỏi anh An liên tục là anh thì kể em xem cái khó khăn vất vả của anh nữa. Nhưng mà anh An luôn trả lời lại là không có khó khăn gì đâu, có vất vả gì đâu. Một là anh không muốn nhắc tới, hai là anh không thấy nó khó khăn thật. Tiên cảm thấy anh An là một người vô cùng tích cực. Nói chung là thật sự là không có thích làm đồ ăn. Mặc dù mẹ mình bán nhưng mà con không thích luôn. Bị ép vậy đó. À, bị ép. Bị ép. Mà nói mình giao phụ tao đi, rồi xong rồi cái trung thu có mua cái xe đạp. Rồi ok, thử bán. Ôi dễ thương.
đó. Nhưng bây giờ anh có thích không? Bây giờ anh bán anh bây giờ thích không? Thích đúng không? Em nghĩ là ban đầu anh có thể là không thích, nhưng mà anh đi để anh cập nhật tất cả những trải nghiệm thứ như vậy, để anh cập nhật về cái quán của mình như thế cho nó gọi là nhiều những cái nét đặc biệt, đặc trưng riêng như vậy. Có nghĩa anh thích, anh thật sự đam mê, anh mới suy nghĩ về nó nhiều như đúng vậy. Đúng rồi, thay đổi. Em rút ra được hai điều mà em cảm nhận được. Điều thứ nhất đó là dám thử, dám làm thì mình mới biết được cái gì phù hợp với mình. Cái thứ hai em nghĩ rằng là đam mê có thể xuất phát từ một thành tựu nho nhỏ nào đó trong quá trình mình bền bỉ làm một việc gì đấy. Không nhất thiết mình phải theo đuổi đam mê, mà mình theo đuổi cái sự cần cù kiên định và đam mê sẽ tới với mình. Cái một số món như anh đi qua nước ngoài xong anh ăn thử xong rồi anh chế biến đó, anh bán đó luôn. Hay quá, cũng được vậy đó. Tạo thành một món riêng của mình luôn. Đúng rồi, dùng đấy. Sao mấy giờ đang chạy? Có mèo đang lưỡi mày. Lan lưỡi thầy tiền mày. Lan lưỡi tiền. Sao mấy giờ đang chạy? Sao mấy giờ? Lý do nhất phần dòng phủ qua. Dòng phủ qua là khổ qua nha. Cái này chị nghe được. Đây. Mỗi chung. Mẹ thử thách đó. Mỗi chung là không cay. Phải không? Nước lệ sốt truyền thống. Mỗi chung là gì anh? Anh mất khách bây giờ. Cái này anh chưa dạy bọn em mà. Cái nào anh dạy rồi thôi. Tiền bán nha. Thôi, chưa tiếp rồi. Để em lại. Mỗi chung à. Mỗi chung. Cố lên, em nghĩ là cái này đậu hũ. Còn cố cần thân anh vậy. Không cần. Về đâu không chịu. Không có cần. Thôi, anh chị với em. Thôi, coi như là mình phải sống trong ngôn ngữ này rồi. Mỗi chung. Thằng đó không biết cái gì. Hỏi ba người rồi. Mỗi chung là gì anh ơi, anh chả. Không lấy hành. Không lấy hành. Ok, không lấy hành. Đợi một chút xíu nói tiếng. Tặng giá trầm. Tiên thật sự là cảm thấy nó quá khó luôn ấy chứ. Ý là Tiên không biết nhiều về tiếng Quảng Đông luôn. Nên là Tiên nghĩ là phải thể hiện như thế nào đây? Họ nên nói gì đây? Đầy đủ. Còn gì nữa anh hả? Cà tím rồi. Cà tím đâu? Cà tím thật. Đây. Có gì nữa anh ơi? Còn gì nữa? Ốt không anh? Ở hiện ở thon à? Lỗ thon. Lỗ thon là. Lỗ thon là nước liệu. Nóng nhẹ. Lỗ thon là. Nóng ở nhà. Khổ ở nhà. Lỗ thon. Cẩn thận. Cẩn thận phòng. Mỗi chung nhà rồi xong đóng nắp. Không có mỗi chiêu. Chiêu. Muối chiêu. Muối chiêu. Bỏ đi về thì lấy cái bịch. Đây là gái ơi. Gái bình tĩnh gái. Bọn em đâu em? Sợ khách đợi. Chị. Mì sàn. Phải không? Xe mặn. Xe mặn. Xe mặn là bao nhiêu tiền? 45 ngàn. Bốn mươi lăm ngàn. Thối nhiêu năm? 55. Tiền thối này nói sao anh? Trung pha mặn. Tao trẻ sai. Khi mà được anh An anh dạy nhiều tiếng rồi thì bắt đầu thấy không sao, may quá, tập này mình cũng nói được rồi. Anh bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 4:30 đến thì... Thế buổi sáng anh làm gì? Ngủ. Ngủ. Nhưng mà anh có sở thích nào đó khác không? Có nhiều sở thích khác. Là gì? Thể thao gì? Bơi. Pool dance. Em vừa nghe gì không? Làm gì hả? Pool dance. Pool dance là một cái hộp á? Đúng rồi. Họ sao đẹp. Ôi bảo sao đẹp. Cuộc sống trong mơ. Quá tuyệt vời. Tiên thấy anh rất là biết cách để hưởng thụ cuộc sống. Và đó là một cái điều mà Tiên nghĩ rằng ai cũng cần học. Hồi xưa lúc anh bán ở chợ như thế, kiểu một mình anh, đàn ông với anh có kiểu bị gì này kia không? Không dám nói chứ không có. Ôi, nhiều khi là người ta nói nhưng mà anh... Anh trên cơ nó hả? Đúng, anh không lý đúng không? Thì miễn đợi mà em. Không sao đâu. Thì có người thích, thì có người không thích. Dễ thương. Thì mình chẳng hay mình cố gắng mình làm cho mấy người thích mình thôi. Mà tại sao lại chỉ có chữ cà trớn? Do lúc mà đi học mặc cà trớn, mấy bạn nói trời mặc mãi chảnh mới cà trớn lắm. Rồi, ok, suy nghĩ, quốc lô. Em thấy là riêng cái tên cà trớn với anh An đã không hợp nhau rồi.
cà chớn là kiểu kiểu đúng không ạ? Cà chớn là kiểu khạnh đúng không? Khạnh. Còn em thì anh ăn rất là hiền và rất là bình tĩnh và không có một tí nào cà chớn. Nếu mà dùng từ cà chớn nha anh An, nếu mà nhiều người ta không hiểu từ cà chớn nó sẽ hơi tiêu cực thì nó không phải. Nhưng mà nếu mà Tiên nghĩ để diễn tả anh An thì diễn tả cái từ xéo sắc thì nó nghe dễ thương hơn. Ê nhưng mà Vy ơi, sao của em nó không có đều hả Vy? Không sao đâu, kể nó chi nó chút xíu mà chứ. Thế hả? Không sao đúng anh? Không sao đâu, mười tay mình cũng có gì có ngán mà. Ý là cái bình thường của bọn ấy bọn em ăn là nó tròn đều luôn á. Người ta bán mấy chục năm rồi đúng không anh? Không sao đâu. Bọn em mới làm không sao hết. Không sao hết. Không sao hết. Miễn là mình làm bằng tình yêu chưa. Chưa chứng nghe rồi. Không sao hết anh. À không sao hết rồi, tiếng bản đồng là gì? Cảnh nhiều. Cảnh nhiều. Cảnh nhiều. Cảnh nhiều. Cảnh nhiều. Cảnh nhiều. Là bút xìm xàm. Em order ở bên trong nha. Khách là người Hoa đó con, không phải dùng nước Hoa nha. Thôi để em. Vô, em nhào vô. Chị ăn cái gì vậy chị? Ở đây có món khổ qua cà ớt là đặc trưng ở đây anh. Với lại bây giờ là còn mì sườn nha. Còn cảo là hết rồi. Cảo gì cũng đầy ngon, hùng hết rồi. Thí dụ nếu mà có món nào mà kiểu giòn giòn tương tự cảo chiên không? Cảo chiên. Có món nào mà nó... Kiểu nó giòn giòn tương tự vậy. Giòn giòn hông? Dạ. Chị đợi em chút xíu nha, đợi em chút xíu nha. Ủa anh ơi, cảo chiên còn không anh ơi? Cảo chiên còn không anh? Cảo chiên còn không? Hết cảo chiên. Nhưng mà còn món nào giòn giòn giống cảo chiên không? Ôi, khách hàng nào khó như vậy? Không biết luôn. Cảo cái khó không hả? Cảo chiên có không? Hay là kêu thôi? Hết rồi cảo chiên. Hết rồi, không có giòn. Bây giờ chỉ có không có giòn giòn. Khổ qua cỏ ớt kia là mì sườn. Rồi ta lẩu. Ta lẩu ok. Anh chị thông cảm nha, giờ món cảo chiên của bọn em hết rồi, còn có khổ qua cà ớt kia là mì sườn với lại phá lấu. Ở đây là nổi tiếng là khổ qua cà ớt. Mà khổ qua đắng luôn. Mà khổ qua đắng luôn. Cũng không đắng lắm anh gọi cái loại mà nước sốt truyền thống của bên em thì nó cũng không có đắng lắm. Anh cũng không ăn cay nữa, ớt cũng cay. Không có cay. Em ăn cay cũng không được. Em ăn cay cũng không được, em ăn được. Không có cay. Anh bỏ cái phần ớt đi thôi. Vậy thôi mình lấy thịt không vậy? Lấy ra mà không ăn ớt đi. Khổ qua bỏ thịt có. Ý là lấy khổ qua lấy không, ý là tại tụi em không đúng. Không là giống như cái này nè, bỏ cái ớt ra. Anh thịt thường. Thịt nhỏ thôi đúng không anh? Dạ dạ. Anh thích ăn cái chân của đại. Ok được anh. Dạ được, dạ được. Cho lại cái khổ qua cỡ bình thường. Ok, một khổ qua cỡ bình thường. Dạ. Dạ vậy cho em một phá lấu. Một phá lấu, dạ rồi. Cho em một hủ tiếu sườn không hành. Với lại cho em nước trong. Cái bánh bột phay mông này còn. Để em hỏi lại nhé, em đọc lại order của mình nhé. Là một cái khổ qua cà ớt bình thường, một khổ qua cà ớt không... Chị lấy nhịt thịt thôi, với lại một mì sườn không hành. Còn của chị là một khóa lấu nữa, đúng rồi. Còn em sẽ hỏi thêm cái bánh bột khoai môn nhé. Thật sự là Tiên thấy hình ảnh mình trong đó. Tại vì mỗi lần Tiên order nó cũng dài dài, thường dài dài vậy. Thường cũng là... Ví dụ là một tô phở không hành cũng nhất không ra. Một khoai môn là có khoai môn. Anh đợi em chút xíu đi, em phải đi hỏi lại chứ không. Cái đó là nó gọi là làm khó. Trong bánh khoai môn là bánh là khoai môn. Trời, nếu mình mà không bật mút phục vụ, mình sẽ nói là tên gọi nó lên tất cả rồi. Xin cảm ơn, thank you. Anh ơi, bây giờ anh làm cho em một cái phần như này nhá. Một cái khổ qua cà ớt bình thường, một cái khổ qua cà ớt nhưng mà chỉ lấy cái thịt nhồi thôi, không có lấy những cái đồ nhồi khác. Với lại một cái mì sườn không hành. Tính ra Tiên cũng nhớ hết chứ bộ. Để mình quá kinh nghiệm trong vấn đề này. Với anh cho em hỏi cái một khoai môn nó có gì trong tổng vậy? Có khoai môn. Có khoai môn thôi đúng không? Còn gì nữa không? Nhưng mà hết rồi, ngon, hết ngon rồi. Rồi. Hết rồi. Bay hết rồi. Ok để hành đấy. Anh chị ơi, bột khoai môn thì có khoai môn ấy, nhưng mà vậy thì bây giờ là buổi tối thì bắt đầu nó bị bấy hết rồi nên nó ăn cũng không ngon nữa. Cho em một phá lấu nữa, để em buông cái phá lấu, để em mua cái phá lấu. Ok không chị? Không có ok nha mẹ. Không có ok sao vậy? Đây, mì sườn không hành có rồi cái. Đây, mì sườn không hành, đây. Chả cá không? Dạ. Chả cá không? Chả cá. Không. Thịt không? Chị thịt nhồi. Nhồi không ấy. Bây giờ em chiên thịt nhồi trước nha. Rồi bỏ cái đó với là thịt nhồi. Nó anh em cũng không biết. Thôi để em chiên thịt nồi cho nhá, em chiên cho. Tiên ơi, đầy đủ lấy hành không? Dạ. Đầy đủ lấy hành không? Bình thường, khổ qua cỡ lấy hành bình thường.
Mình làm bao nhiêu cục khủng cá tô bình thường là bao nhiêu cục được nhờ? Một cục nó nhỏ nhỏ như này mất tiêu rồi. Cho 10 cục đại luôn. 10 cục. Khi mà mọi người theo dõi, mọi người sẽ thấy ngay sự khác biệt giữa sếp và nhân viên. Và thực sự là nhân viên tập sự, chị Tiên và Vi thì hay hỏi à, anh ơi cái này như nào? Ê, cái này nó như nào anh? Ê, cái gì bỏ gì vào đây? Đó, còn anh An thì em cứ bỏ đi. Đó, sao kiểu hai cái bức tranh hoàn toàn khác nhau. Bên nhà mình đúng không ạ? Dạ rồi. Em là mọi người, đây là món món gì em cũng không biết. Nhưng mà mì sườn. Đúng rồi, mì sườn ạ. Đây là món là đây khổ qua cà ớt đấy ạ, mà nước lèo. Nhà tô bình thường, nước lèo. Cái của tôi biệt đang làm ạ, để cho nó nóng hổi một chút. Dạ. À dạ vâng, đợi em một chút, anh gọi món gì ạ? Mà nãy giờ không ai dọn bàn gì mình. À dạ vâng, để em dọn. Dạ, em xin phép, em xin lỗi. Dạ vâng ạ, nhà mình đợi em chút ạ. Dạ, không ấy lấy mà khổ qua cà ớt mà không lấy cà ớt được. Vâng ạ, khổ qua cà ớt mà không có cà ớt ạ. Dạ vâng, anh chị đợi em một chút là em quay lại liền. Dạ vâng. Anh ơi, một khổ qua cà ớt mà không lấy cà ớt. Với một tô đặc biệt đang có một anh đợi. Tô đặc biệt nãy giờ chưa ra. Tô đặc biệt là này nè. Nhanh lên, nhanh lên. Kêu đợi xíu đi, tại vì thịt nó phải dồn mà, đâu có dồn đâu. Cái này để đâu có. Đợi kêu là làm thành chín cái đã. Mình đó là hơi thấy hơi khó quá. Khó quá luôn á. Cho anh một cái trà atiso. Trà atiso. Ít đường hay không? Ít đường ạ. Tắc xí muội. Tắc xí muội. Dạ vâng. Trà tắc mật ong không được. Đây, vâng ạ, tắc xí muội. Dạ, một rau má sữa dừa. Vâng ạ, một rau má sữa dừa, một trà tắc xí muội, một trà tắc mật ong. Và một atiso ạ. Nước là làm ở đâu hả anh? Nước là ở cô ở trong làng. Ô, cô ở trong làng, ok. Cô ơi, cho con một trà tắc mật ong, một trà tắc xí muội, một atiso, một rau má sữa dừa, tất cả đều ít ngọt. À, mình còn thiếu một tô nào anh nhỉ? Tô đặc biệt của anh không lấy nhân thôi, không. Dạ vâng, khách rất là yêu cầu cao, khách yêu cầu liên tục. Cái tô đặc biệt này đang dồn thịt nè, đang làm thịt nè. Đó, ok. Đợi xíu đi. Khi anh đợi xíu đi, tại cái này làm đó, riêng đặc biệt nên là phải làm lại từ đầu, phải chiên dồn. Anh quan sống hơn. Anh quan sống hơn. Quá xéo sắc, cái sự xéo sắc rất là dễ thương, rất là vừa đủ mà nó rất là làm cho anh ấy có một cái cá tính rất là nổi bật và khiến cho mình cảm thấy rất là thích thú với tính cách đó. Ê, chết trà đen vô em hỏi nước súp. Ê, bây giờ vô hỏi cái tô đặc biệt là nước súp hay nước sốt? Dạ. Anh ơi xin lỗi em một chút, mình là tô đặc biệt là nước sốt hay là nước súp bình thường? Chị ơi, nước sốt em ơi. Chị ơi. Dạ, nước sốt ạ, dạ. Em đợi đây là lâu rồi chị? Dạ, đang làm đây rồi ạ. Dạ, vâng ạ. Cho em xin check lại order là khổ qua. Khổ qua cà ớt, không lấy cà ớt. Dạ, vâng ạ. Nước súp, nước sốt. Thêm một bát khổ qua cà ớt mà không lấy cà ớt. Còn cái súp đấy là súp đặc, là cái súp... Anh ơi, súp truyền thống là này đúng không anh? Đúng rồi, công chúa. Anh ơi, cái bát khổ qua cà ớt nó hơi đợi nó hơi lâu rồi nên là anh làm luôn. Khổ qua cà ớt. Là cái tô này mà. Là cái tô này mà. Nhưng mà tô này là... Không, cái tô này là cái anh trong 4 người rồi. Còn có một anh ngồi riêng ý. Và đang đợi khổ qua cà ớt mà không lấy cà ớt. Em tập trung quá nhiều vào bốn anh chị mà em quên mất cái anh còn lại. Nên là đó, đấy thể hiện một cái đặc điểm của em, đó là em chỉ tập trung vào một việc vào cùng một thời điểm, em không thể nào làm cả hai việc. Chị ơi, nãy em kêu nước trong á. À, bởi nước trong. Em không ăn trong rồi. Dạ, đúng rồi. Nãy bạn kêu nước trong á. Dạ. Chị đợi em chút xíu nha. Dạ. Ủa anh, cái này nó có nước trong với nước không trong không hả? Khách kêu là nước trong. Ôi thôi thì em làm nốt cái bát này nước. Khổ qua cả ớt mà không lấy cả ớt. Nước lèo thì nước này đúng không? Hai loại. Chứa rồi, em xin lỗi. Màu vàng, màu trắng. Là người ta kêu nước trong, là nước này đúng không? Hai loại đều trong hết. Chỉ là cái mùi nó màu vàng nó thơm hơn, màu trắng hay nước lèo. Ôi, giờ sao đây? À, hay là mình đổ nước này ra xong mình múc nước này. À, thì đem đổ nhé. Được luôn. Ok, này, họ đang đợi, họ đang đợi. Đổ nước lèo là được, đổ cái này ở đâu anh nhỉ? Đây cưng, cưng làm đổ ra đây. Đổ đây. Em rất là xin lỗi anh bởi vì quán em làm nóng hổi một chút, em mời anh ạ. Nè.
Dạ. Sợi to của anh nó không có rau, bên đây có rau ngon. À anh muốn ăn rau đúng không anh? Xin miếng rau. Dạ được được. Bé quá. Giống mình bé quá. Dạ. Thêm rau, thêm rau. Rau đâu? Khách hàng là thượng đế. Thực sự là anh An không có một cái thời gian dạy hai chị em là à bát này thì bỏ cái gì, nên là hai chị em chị Tiên với mình cứ kiểu cuống lên là ok, khổ qua mà không có ớt thì bỏ cái gì á. Em xin lỗi cả nhà mình nghe em gửi rau ạ. Dạ vâng. Em gửi lại anh chị nhá. Nước lèo ạ. Dạ, hai cái đều là nước trong hết đó chị, chỉ là cái kia là nó nước vàng kia thì nó mồm nó mùi nó thơm hơn, còn nên nước lèo nó trong hơn thôi. Tiên nghĩ cả hai đó đều là nước lèo trong hết. Thì nó đâu muốn là nước lèo trong chứ bộ. Dạ, mấy giờ là anh dọn á? Bây giờ chuẩn bị dọn rồi gái. À, anh bán mà thùng chén đâu đó nha cơ. Ok. Cái gì ạ? Thùng chén. Thùng chén đó. Vì em thích rửa chén mà. Em thích mà. Em đi. Ok. Em hạnh phúc. Ngày xưa em hay rửa cỗ, rửa bát cỗ. Kiểu ví dụ như trong gia đình, trong dòng họ, trong họ hàng mà họp cỗ các thứ, thì những cái bạn nhỏ như em ngày xưa là sẽ rửa bát. Em nhận ra là làm nghề bán, buôn bán như này là có một cái điều, có một cái tập tính mình cần phải có, đó là kiên nhẫn. Đúng rồi. Kiên nhẫn. Ngày nào cũng phải kiên nhẫn hơn. Kiên nhẫn. Ngày nào cũng phải kiên nhẫn hơn. Kiềm chế cảm xúc. Gọi là bán nghĩa là thường kiên. Mỉm cười với khách hàng. Always. Dạ chú ăn cái gì chú? Xôi dạ. Rồi, bán à đây có bán chú, để con lấy chú nha. Còn thịt không? À, còn thịt không anh ơi. Dạ. Để con lấy cho chú. Nóng quá. Bán. Chú. Chết rồi. Hay là do mình không có thịt? Anh ơi chú chạy đi mất tiêu à. Bất ngờ nhẹ, ngơ ngác một xíu. Nói chung là ăn uống thì nó về phần cảm xúc mà. Cảm xúc thì nó cũng lúc này lúc kia thôi. Buồn quá, trời ơi chú chạy hết. Mà em cứ múc này vô hộp hết đi. Múc luôn hả? Tại vì cái này còn để tối cho mấy ông già nữa. À dạ. Ôi dễ thương. Tiên thật sự cảm thấy cái đó rất là cảm động và rất là dễ thương luôn á. Tại vì ban đầu Tiên tưởng là anh múc ra để anh nấu cái khác, nhưng ảnh lại nói là cho mấy ông bà ngoài đường. Chị làm nhá. Em sẽ rửa mất bao lâu hả Tâm? Rửa tới là 9 giờ, rửa là rửa tới 12 giờ. 9 giờ rửa tới 12 giờ? Ừ, đúng rồi, đây dẹp hết mấy cái đầu, đẩy hết mấy cái xe vô luôn. Wow, một mình em làm. Sao rồi? Không sao, Tâm bây giờ là người bạn thân mới của em. Như kiểu đi gặt đấy nhờ, kiểu... Thank you. Ba cái, bốn cái, năm cái. Con gửi. Dạ, con cảm ơn. Rồi, dọn. Xong chưa công chú? Dạ, xong rồi ạ. Dọn sao đây ạ? Tắt bếp không? Ôi, nhiều thế. Nhào nhỉ? Trời ơi, bà kia mới gửi giấy mới vô cho vui luôn kìa. Đúng rồi. Móc cho bà rửa chén đã. Thấy không mà? Xin chào. Lấy. Chỉ quê. Làng quê. Anh ơi cho em 2 suất mang về. Bỗng dưng mình nhớ trong cái khoảnh khắc nào đấy mình nhớ cái kiến thức ngày trước mình học là mình hỏi mấy người bằng tiếng Hoa và hai chị trả lời lại cho mình đúng cái ý mà mình muốn, thì mình thấy wow. Không giàu giờ không có là chiêu chờ. Không. Thà quát liền. Mày ăn không phải là chiêu, là thầy món tàu phù ạ. Tàu phù ạ. Tàu phù cái một bộ sai rồi, giờ không to giờ 1, 2, 3, 4, 5 giờ không giờ hết rồi. Bộ tàu phù ạ. Cảm rõ phán khẽ, mũ phán khẽ luôn. Không có đầy đủ. Không có cái hộp này không có rượu. Dạ hai phần này đủ đem về rồi Tiên. Hai phần đầy đủ khổ ai cả. Đúng rồi. Đợi chút xíu. Tá chậm. Tá chậm. Tá lên chuyển bên này hả?
của anh đâu có là do anh làm gì anh. Thôi mày à, làm lại á. Bắt đầu ấy uống chị xuống sụp quá. Chứ nó nhìn em thấy quen quá kìa. À, quen không chị? Dạ. Anh rồi nha. Chị men. À có cô làm có cô mẹ xíu trẻ, xíu mẹ xíu trẻ có bà mẹ. Thôi mày à, phải không Tiên? À, chị hỏi gì? Chị nói là hình như là bé thi hoa hậu ở đâu về. Đúng rồi. Phải là em ơi. Đúng rồi. Phải là em ơi. Ở đó chị nói đúng rồi à, sao anh? Hay là. Hay là. Hay là. Hay là. Len lỏi kia lại kìa, len lỏi. Len lỏi, len lỏi. À. 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 Hay là hả? Hay là hả? Ý là ok thì nói sao ta? Ok. Len lỏi là cái đẹp á. À dạ. Ai đang gọi là cái đẹp. Dạ xong rồi hay mà không có gì. Không có gì đâu. Không có gì thôi, diễn sao là câu hỏi nó chụp hình với cần à, được, ok, nó được. Ok. Khổ, ba cục một bịch tương trang. Để em bỏ đi em chụp hình đó. Để em là fan service, ok. Dạ ok, nhờ vô ok. Diễn sang. Ủa anh ơi, vậy là bây giờ mình đã xong hết chưa? Dạ xong hết rồi cơ. Ok được. Vy ơi, sếp của chúng tôi. Okay. Thì hôm nay sau khi bọn em làm thì anh cảm thấy là bọn em làm như thế nào? Thì bé mập không thấy sao, trải nghiệm. Em thấy rất vui. Ok, em thấy rất sao? Thấy bị phê đó nha. Không có phê lắm mà thấy rất vui. Một cái môi trường văn hóa rất là khác. Bình thường những ở mùa 1 em cũng có làm những cái tập về buôn bán. Nhưng mà ở đây thì nó khác hơn là mình phải học ngôn ngữ với lại kiểu cái môi trường văn hóa em thấy rất là dễ thương. Cửa dạ. Hàng sớm qua quậy quậy với nhau rồi ủng hộ nhau. Rồi em thấy anh bán hàng là anh rất là kiểu cho thêm ấy. Khách quen là ôi cho thêm chị này hai cái, cô này hai cái. Còn Vy sao? Vy nửa chén hay sao Vy? Em thấy okay em, mà. Em rất thích làm công việc dịch vụ. Dạ em rất thích phục vụ người khác. Nhưng mà cái em học được ở anh đó là anh rất là kiên nhẫn, anh bình tĩnh. Hai chị em thì hay cuống. Rất cuống. Nhưng mà anh rất bình tĩnh và em nghĩ rằng đấy là một cái đức tính rất quan trọng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Mời điểm. Thank you. Xứng đáng làm sếp. Một điều em thấy anh rất là đáng để cho bọn em học hỏi luôn. Đó okay. Chính là luôn luôn nhìn thấy được cái sự tích cực và sự vui vẻ những công việc mình đang làm. Làm F&B á, nó rất là cực. Yeah. Khói, rồi khách hàng, sẽ có những lúc này lúc kia. Nhưng mà anh thì lúc nào kiểu kiểu lúc nào ở cạnh anh cũng thấy rất là tích cực. Rất là vui, rất là năng động như kiểu hòa quang chiếu sáng. Ồ vậy luôn. Không, kiểu rất là vui và không kiểu không có bị mệt. Too much vậy phải không? Nên là em thấy là đó là một cái điều bọn em cũng học hỏi anh được. Nói chung là rất là tuyệt vời. Anh là một nhân vật rất là phù hợp với Đu Đêm. Một con người có rất là nhiều những cái câu chuyện có thể dành cho mọi người. Và có những điều bọn em có thể học hỏi được. Dạ. Với lại An cũng cảm ơn được bạn Tiên nè, anh Vy nè. Thì trải nghiệm là bán Đu Đêm về với An rất là vui để gặp được hai bạn. Chúc hai bạn luôn luôn thành công và sức khỏe nhiều. 202 Phùng Hưng quận 5. 202 Phùng Hưng quận 5 nha mọi người, quán khổ hoa cà chướng của anh An. Mong mọi người sẽ tại ca. Tôi sẽ tại ca. Tôi sẽ tại ca. Thank you. Quán An ngủ ngon. Sao thấy ai cũng dở như nhau hết á. Không thấy ai làm tốt hết trơn. Em đã làm tất cả mọi thứ nhưng mà chị Tiên còn thiếu một hạng mục, đó là rửa bát, cho nên là em tốt hơn đúng không ạ? Trong lúc Khánh Vy rửa bát tôi không phải ngồi không, tôi cũng làm rất là nhiều. Mỗi lúc mình làm gì nhỉ? Không, lúc đó em nhớ là vẫn còn những người khách cuối cùng tới mua hàng, Tiên là người đã đứng bán. Nếu như tôi cùng Khánh Vy ngồi rửa chén vậy thì ai sẽ là người đứng bán những cái phần tiền cuối cùng đó, những cái đồng tiền cuối ngày đó, nó quý dữ lắm. Giống Đông Hải vậy má. Ơ thế à, chị Tiên là produce, là lo đúng không? Lo chi phí là lo má. Mà hỏi gì vậy Vy? Mày có thật sự đang hỏi cái câu đó. Cái câu của mày nó hơi vô tri không má? Nghe nè, bắt đầu từ lớp khen cậu đó. My sister, you're doing a great job. Ngại quá phải nói tiếng Anh. Em là một cái fan của series Đu Đêm và em rất là thích từ cái lúc mà chị Tiên làm cái drag queen rồi. Mới nói ra là này, em không hề nói như thế. Em không hề nói như thế. Em chỉ còn không nhớ bao nhiêu tập mà. Ê, chị nhớ số tập, chị quên.
đấy cũng là fan rồi mà. Miễn là mình yêu thích còn gì nữa. Thôi em không yêu thích series đu đêm nữa. Thôi mình sẽ em ăn. Mời cả ekip ạ. À. Ekip không có gì ăn hết em. Em đang chơi ngu mọi người à. À, xin credit, xin credit Quân được không? Người đàn ông đã rửa bát, người đàn ông rửa bát đây. Bao nhiêu đây. Năm rồi? Fan của bé. Rửa bát từ 9 giờ tối tới 12 giờ đêm không nghỉ, một mình rửa bát. Và bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại. Thôi bà ngoại không quan tâm nhưng không sao. Vỗ tay cho mọi người.